Rồi giờ có bò. Có một chòm cây thúng nốt, có ông này ông leo lên. Đâu à? Leo lên mất tiêu rồi. Leo cái cây thúng nốt này mà chủ quan quá là xảy ra tai nạn rớt xuống là mệt lắm á. Như em ở trong cái xóm nghèo nãy nó rớt từ trên cây thúng nốt xuống á là nó bị liệt luôn, gãy cột sống là bị liệt luôn, liệt hai cái giò. Đang giờ có bom rồi. Hoàng đêm cái là nó phải dạt cái bom á để cho cái nó ra cái mặt mới á, nó mới chảy nước. Nó mới nước ở trong bom nó mới chảy ra. Còn nó khô rồi nó không chảy. Để quay xuống một chút, quay ổng xuống. Cái cây rốn nốt mà nó có bom á là tới sớm thì cũng phải 20 năm, mà có thể lên tới 30 năm nó mới có bông. Mà khi nó có bông nó mới lấy nước nó nốt được. Mà khi mà có bông nó cao cũng cỡ 10 mét, thì khi mà lên mà sơ sẩy cái mà té từ ở trên cây đó xuống là rất là nguy hiểm. Thường là té là coi như là bại liệt luôn, không có làm nghề đường thúng nốt được rồi, tại vì bị chấn thương. Thường là nước mà cháy chín quá trời mà không có đứa nào, không có mấy đứa nhỏ bẻ ra. Chỗ này gần trường học nó mà bộ tụi nó không thấy là sao á, chứ tụi nó thấy là nó ra nó hái rồi. Cái mẹ nước chín nhiều ở đây mà không thấy nó còn nhiều, tại mấy chắc mấy đứa nhỏ nó không thấy á.
cho mấy đứa nhỏ nó thấy là nó hái à, ở gần trường đó. Xuống mà canh me nó xuống mọi giờ nó xuống rồi, xuống tới đất rồi. Trái mè nước đó bà con, à. Trái này là trái cây dại rồi, à. Hồi xưa còn nhỏ đó là ai mà ở dưới, ai mà từng sống ở dưới quê là từng biết cái trái này. Trái mè nước đó nha. Bởi những ai có cuộc sống dữ dội mới biết cái loại trái này. Trái này là hồi xưa còn nhỏ ở dưới quê là hay đi hái cái trái này nó ăn. Cái cây mè nước có mọc hơn đây là trái nó chín mà không thấy nó còn nguyên dạng, có nghĩa là những đứa nhỏ không có đứa nào mà chữ mất mà nó thấy là nó hái để cho nó hái đi. Cái này có bông chưa nở.
trong thôi. Còn này nó lá héo rồi, nó thụ phấn xong rồi đó. Còn cái thằng này trên này thấy chưa thụ phấn, đầu đầu này là đỡ nó vào bừa cũng phải cho bừa cho cỏ nó chết cho ra nó thấy nó chốc chốc cho bừa xong rồi không có cài sao. Đất nó khô luôn á, hấp bụi lên.